Trong 24 giờ qua, tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp với cường độ giao tranh cao trên nhiều mặt trận. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đã có tổng cộng 154 cuộc đụng độ quân sự xảy ra trên toàn tuyến phòng thủ, cho thấy tính chất ác liệt và quyết liệt của cuộc chiến đang diễn ra. Lực lượng phòng không hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã thực hiện nhiều đoàn tấn công chính xác, phá hủy hai trung tâm chỉ huy, 20 khu vực tập trung quân của đối phương, ba hệ thống phòng không và một hệ thống pháo binh của Nga. Điều này thể hiện khả năng tác chiến hiệu quả và chính xác của quân đội Ukraine trong việc nhắm vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương. Trên các mặt trận chính, tình hình giao tranh diễn ra đặc biệt gay gắt. Tại hướng Kharkiv, quân đội Ukraine đã tiến hành 3 cuộc tấn công gần Volchansk. Trong khi đó, tại hướng Kibansk, có tới 12 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận, buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải để lùi các nỗ lực tiến công gần các khu vực như Sinkivka, Andrivka và nhiều địa điểm khác đáng chú ý nhất là tình hình tại hướng Borosker, nơi lực lượng Ukraine đã phải đối mặt với 25 cuộc tấn công và tiến công của quân đội Nga. Các cuộc giao tranh tập trung chủ yếu quanh các khu vực dân cư như Vodizhenka, Novotorosker và nhiều địa điểm khác. Tại đây, quân đội Nga đã thể hiện quyết tâm cao trong việc đột phá phòng tuyến của Ukraine. Không chỉ vậy, tại hướng Khurakov, quân đội Nga cũng đã thực hiện 20 cuộc tấn công, tập trung nỗ lực đột phá gần các khu vực Hiuhivka và Tserkuriene. Đáng lo ngại hơn, tại hướng Vremivka, Nga đã sử dụng cả không quân ném bom để hỗ trợ cho 8 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine ở Vuleda, Katerinivka và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh này, quân đội Ukraine tiếp tục thể hiện khả năng phòng thủ kiên cường và hiệu quả. Theo số liệu từ Bộ Tổng tham mưu, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng thủ Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.250 binh sĩ Nga, đồng thời phá hủy 15 xe tăng, 12 xe bọc thép chiến đấu và 74 hệ thống pháo binh của đối phương. Những con số này nâng tổng số thiệt hại của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện lên con số đáng kinh ngạc 646.400 binh sĩ, 8.815 xe tăng và 17.304 xe bọc thép chiến đấu. Đáng chú ý, kể từ ngày 6 tháng 8, quân đội Ukraine đã mở rộng phạm vi hoạt động, tiến hành một chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk của Nga. Gần đây có thông tin cho rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã đột phá thêm một khu vực phòng thủ tại biên giới tỉnh Kursk cho thấy khả năng tác chiến ngày càng được cải thiện và mở rộng của quân đội Ukraine. Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mở một cuộc tấn công cơ giới hóa đầy bất ngờ vào vùng Kursk của Liên bang Nga. Thông tin này được các nhà phân tích quân sự hàng đầu công bố chi tiết dựa trên những hình ảnh địa lý xác thực ghi lại được. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức có uy tín của Hoa Kỳ, Cuộc tấn công của quân đội Ukraine diễn ra tại khu vực phía đông nam làng Vesely thuộc huyện Kluskovsky, tỉnh Kursk. Đáng chú ý, sự kiện này không chỉ được truyền thông Ukraine đưa tin, mà ngay cả các phóng viên chiến trường của Nga cũng xác nhận. Những hình ảnh có vị trí địa lý được ghi nhận vào ngày 23 tháng 9 cho thấy lực lượng cơ giới Ukraine đã tiến sâu vào các cánh đồng phía đông Vesely. Đây được xem là bước đột phá đáng kể, thể hiện khả năng tác chiến linh hoạt của quân đội Ukraine ngay trên lãnh thổ của đối phương. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Novipud và Medvezhye trong hai ngày 23-24 tháng 9, nhưng các nhà phân tích độc lập cho rằng tình hình thực tế có thể phức tạp hơn nhiều. Theo các nguồn tin từ phía Nga, quân đội Ukraine đã kiểm soát được một phần khu rừng phía bắc làng Martinovka. Tuy nhiên, tình hình của thị trấn malaya loknia vẫn chưa rõ ràng với những thông tin mâu thuẫn về sự hiện diện của quân Nga tại đây. Đáng chú ý, các đoạn video được công bố ngày 23 tháng 9 cho thấy hệ thống rocket phóng loạt HIMARS của Ukraine đã thực hiện những đoạn tấn công chính xác vào hệ thống phòng không Buk M3 của Nga ở phía đông thành phố Rysk. Trên mặt trận này, quân đội Ukraine đang đối đầu với những đơn vị tinh nhuệ của Nga, bao gồm lữ đoàn dù số 83, các trung đoàn dù 51, 56 và 119, cùng với lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của hạm đội Thái Bình Dương Nga. Cuộc tấn công táo bạo này của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga không chỉ thể hiện khả năng tác chiến ngày càng nâng cao của quân đội nước này, mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho hệ thống phòng thủ của Moscow trên chính đất nước họ. Sau chiến công xuất sắc, đặc công Ukraine tiến hành dọn dẹp pháo đài bê tông tại Volchansk. Thưa quý vị, như được Sun Post đã đề cập trong bản tin trước đó, thì các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine đã thực hiện một chiến công xuất sắc tại thành phố Volchansk thuộc tỉnh Kharkiv. Cuộc tấn công này đã kết thúc bằng việc giải phóng hoàn toàn khu phức hợp nhà máy tổng hợp hóa chất Voltransk vốn từng bị quân Nga chiếm đóng và biến thành một pháo đài bê tông kiên cố. Công cuộc giải phóng đã xong, bây giờ là phần dọn dẹp và tái thiết. Theo nguồn tin từ tạp chí Forbes, cuộc xâm lược mới của quân đội Nga tại khu vực phía bắc tỉnh Kharkiv bắt đầu vào ngày 10 tháng 5. Do thiếu vắng một tuyến phòng thủ vững chắc, quân địch đã nhanh chóng chiếm được phần lớn thành phố Voltransk, một đô thị có dân số khoảng 17.500 người trước chiến tranh và nằm gần biên giới Nga-Ukraine. Đầu mùa hè, quân xâm lược đã chiếm đóng khu vực nhà máy tổng hợp hóa chất Voltransk, nơi có hơn 30 tòa nhà bê tông kiên cố. Quân địch đã sử dụng địa điểm này làm căn cứ cho các đơn vị vượt sông Volga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã nhanh chóng cắt đứt đường tiếp tế của quân địch tại nhà máy, biến nơi đây thành một cái bẫy cho kẻ xâm lược. Sau 3 tháng chiến tranh gian khổ, lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ đắc lực của cơ quan tình báo đã loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của kẻ thù khỏi toàn bộ khu vực nhà máy. Theo thông báo từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GIOA, các chiến binh đặc nhiệm đã tiến hành một chiến dịch thanh lọc có hệ thống, liên tục giao tranh với địch trong điều kiện đô thị dày đặc. Trong nhiều trường hợp, các đơn vị đặc biệt Ukraine thậm chí đã phải chiến đấu giáp lá cà với kẻ thù. Kết quả của chiến dịch là một phần quân địch đã bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt làm tù binh. Theo ước tính, ban đầu có khoảng 100 quân xâm lược đồn trú tại nhà máy. Họ nhận được sự hỗ trợ từ phía Bắc dưới hình thức hỏa lực pháo binh và tiếp tế đạn dược qua máy bay không người lái. Trong suốt chiến dịch, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và các xạ thủ bắn tỉa để săn lùng quân địch. Trong tháng vừa qua, quân đội Ukraine đã để lùi tuyến phòng thủ của địch về phía Bắc, khiến cho quân Nga tại nhà máy này càng thêm cô lập. Điểm điểm của chiến dịch diễn ra vào ngày 24 tháng 9, khi bốn nhóm đặc công Ukraine đột nhập vào nhà máy và tiến hành thanh lọc từng tòa nhà một. Chiến thắng này đã loại bỏ mọi mối đe dọa, dù nhỏ đối với lực lượng Ukraine đang tiến về phía Bắc, hướng tới thành phố Volchansk do Nga kiểm soát. Chiến công này không chỉ thể hiện sự can trường và kỹ năng chiến đấu xuất sắc của các chiến sĩ Ukraine, mà còn là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi sự chiếm đóng của quân xâm lược Nga. Một sự kiện đau lòng vừa xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, khi đại tá Yuri Anenkov, chỉ huy trưởng trung tâm thông tin liên lạc 678 thuộc lực lượng này, được phát hiện đã tự sát tại một khu rừng ở ngoại ô Moscow. Thông tin này đã gây chấn động trong giới quân sự Nga và dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng tinh thần của các sĩ quan cấp cao trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine kéo dài. Theo nguồn tin từ kênh Telegram VCHK OGBU, thi thể của đại tá Anenkov được tìm thấy vào cuối tuần trước tại một khu rừng ở Balashika, một thành phố vệ tinh của thủ đô Moscow. Cạnh thi thể là ba chai rượu vodka đã cạn và vài vị thuốc đã sử dụng, cho thấy tình trạng tinh thần bất ổn của vị chỉ huy này trước khi quyết định kết liễu cuộc đời. Trước khi tự sát, đại tá Anenkov đã để lại một bức thư tuyệt mệnh tại nhà riêng. Trong thư, ông bày tỏ sự tuyệt vọng sâu sắc và gửi lời vĩnh biệt đến gia đình. Nguồn tin cho biết, quyết định tự sát của đại tá Anenkov có thể xuất phát từ mâu thuẫn gây gắt giữa ông và ban lãnh đạo đơn vị. Trong thời gian gần đây, vị chỉ huy này được cho là đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề, thường xuyên than phiền về điều kiện phục vụ khắc nghiệt, thiếu thời gian nghỉ ngơi và hành vi không phù hợp của cấp trên. Đại tá Anenkov đã cống hiến gần 20 năm trong quân đội Nga. Theo những người thân cận, ông đã nỗ lực chống lại tình trạng hỗn loạn và mất trật tự trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga, vốn đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine. Hiện tại, đồng nghiệp và người thân của đại tá Anenkov đang chuẩn bị cung cấp lời khai để giúp làm sáng tỏ hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến vụ tự sát. Một trong những khía cạnh đang được điều tra là khả năng vị chỉ huy này đã phải đối mặt với những mệnh lệnh phi pháp từ cấp trên. Trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine vẫn đang tiếp diễn, nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với một viễn cảnh u ám. Mới đây, chuyên gia kinh tế hàng đầu Vyacheslav Siriev đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về tương lai tài chính của Liên bang Nga dựa trên thông tin về kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của Điện Kremlin. Theo một bài báo gây chấn động từ tờ Bloomberg, Moscow dự kiến sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 3.000 tỷ rúp, nâng tổng chi tiêu lên 13,2 ngàn tỷ rúp vào năm 2025. Ông CDF đã mô tả kế hoạch này như một hành động tự sát về tài chính. Chuyên gia này nhấn mạnh, bước vào năm tới với mức chi tiêu quân sự tăng thêm 3.000 tỷ rúp chắc chắn là một hành động tự sát, đặc biệt là về mặt ngân sách. Điều này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang trì trệ, lạm phát gia tăng và ngân hàng trung ương liên tục phải nâng lãi suất mà không thể kiểm soát được tình hình. Ông CDF nhắc lại rằng trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabilina đã cảnh báo về khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu ngân sách quốc gia không được kiểm soát chặt chẽ. Với kế hoạch chi tiêu quân sự mới, có vẻ như kịch bản này khó tránh khỏi. Bà ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng lãi suất và chúng ta có thể sẽ thấy điều này vào tháng 10, ông CDF nhận định. Điều này cho thấy, theo quan điểm của họ, không còn nguồn tiền nào để tài trợ cho cuộc chiến mà không đẩy lạm phát lên cao. Đây là một tín hiệu rất nghiêm trọng đối với những người đang cân nhắc về việc quản lý tài sản, mua bất động sản. Việc ngân sách tăng thêm 3.000 tỷ rúp cho chi tiêu quân sự là một dấu hiệu rất tiêu cực cho tất cả mọi người. Chuyên gia kinh tế này cũng lưu ý rằng quỹ thịnh vượng quốc gia hiện chỉ còn khoảng 4.000 tỷ rúp. Với mức tăng chi tiêu quốc phòng như dự kiến, quỹ này sẽ sớm bị cạn kiệt quỹ sẽ hoàn toàn bị bòn rút và sau đó vào khoảng giữa năm 2025, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc sụp đổ không kiểm soát được, một cuộc khủng hoảng ngân sách toàn diện, ông CDF cảnh báo. Ông dự đoán rằng, nửa đầu năm 2025 sẽ là những tháng cuối cùng của sự bình yên đối với người dân Nga. Người dân sẽ vẫn tin vào những thông điệp tích cực trên truyền hình rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng sau đó họ sẽ không thể tiếp tục tin được nữa, ông kết luận. Những nhận định này của ông Sirev đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính bền vững của chiến lược kinh tế và quân sự hiện tại của Nga. Nó cũng cho thấy cái giá mà nền kinh tế và người dân Nga phải trả cho cuộc xâm lược Ukraine có thể sẽ còn cao hơn nhiều so với những gì đã thấy cho đến nay. Kinh tế sụp đổ sẽ là mồi lửa cho sự phản loạn. Do đó, Quốc hội Nga đã đưa ra một đề xuất mang tính bước ngoặt nhằm củng cố nền tảng pháp lý cho an ninh quốc gia. Ủy ban xây dựng nhà nước và lập pháp thuộc Duma Quốc gia Nga đã đề xuất một dự luật đột phá, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn các mối đe dọa nội bộ đối với sự ổn định của nước này. Theo thông tin được công bố vào ngày 23 tháng 9, dự luật này đã được chuyển đến Hạ viện để xem xét, hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi sâu rộng trong hệ thống pháp luật hình sự của Nga. Trọng tâm của dự luật mới là việc tăng cường hình phạt đối với tội danh tổ chức và tham gia vào cuộc nổi loạn vũ trang. Cụ thể, mức án tối thiểu được đề xuất là 15 năm tù thay vì mức 12 năm như hiện hành. Đáng chú ý, dự luật còn đưa ra khả năng áp dụng án tù chung thân đối với những trường hợp nổi loạn dẫn đến thương vong hoặc hậu quả nghiêm trọng khác. Ngoài ra, các đối tượng phạm tội có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1 triệu rút, tương đương khoảng 10.000 Mỹ Kim. Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp của chính quyền Nga trước những biến động gần đây, đặc biệt là cuộc nổi dậy của tập đoàn Wagner dưới sự lãnh đạo của Yevgeny Prigozhin vào tháng 6 năm 2023. Sự kiện này đã gây ra một cú sốc lớn đối với hệ thống an ninh Nga, buộc chính quyền phải xem xét lại các biện pháp phòng ngừa và trừng phạt đối với mối đe dọa tương tự trong tương lai. Thưa quý vị, trong một diễn biến đầy bất ngờ và đáng chú ý, nguồn tin tình báo châu Âu vừa tiết lộ với hãng tin Reuters về một chương trình bí mật của Nga nhằm phát triển và sản xuất máy bay không người lái UAV tấn công tầm xa tại Trung Quốc. Chiến lược này được cho là nhằm phục vụ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine đang diễn ra, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về mối quan hệ quân sự công nghiệp giữa Moscow và Bắc Kinh. Thông tin này không chỉ làm dấy lên lo ngại về việc Nga có thể vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế, mà còn cho thấy một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài. Theo các tài liệu được cung cấp, dự án này do một công ty con của tập đoàn vũ khí Amazante, nhà máy cơ điện Izvestka Coupon đảm nhận. Báo cáo gửi tới Bộ Quốc phòng Nga cho biết, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Trung Quốc, công ty đã thành công trong việc phát triển và thử nghiệm bay mẫu UAV tấn công mới có tên Harpy-3. Đáng chú ý, UAV này có khả năng bay xa tới 2.000 km và mang theo tải trọng lên đến 50 kg. Thông tin từ Qpon cũng tiết lộ rằng, một nhà máy tại Trung Quốc đã sẵn sàng để sản xuất loại UAV này với quy mô lớn. Mặc dù vị trí cụ thể của cơ sở sản xuất này chưa được công bố, nhưng Cubbon đã báo cáo rằng khu vực sản xuất sẽ chiếm diện tích 80 ha và có công suất lên tới 800 chiếc SUV mỗi năm. Con số này cho thấy quy mô đáng kể của dự án và tiềm năng tác động lớn đến cán cân quân sự trong khu vực. Ngoài Harpy 3, Cubbon cũng thông báo về kế hoạch sản xuất SUV tấn công Ram 1 do Trung Quốc thiết kế với khả năng mang tải trọng lên đến 400 kg. Mẫu UAV này được coi là phiên bản tương đương với UAV Reaper của Mỹ, một trong những loại UAV tấn công hiện đại nhất hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và quý vị ơi, đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.